chế độ dinh dưỡng cho người bị huyết áp thấp. Huyết áp thấp thường gặp ở những người ít ăn hay bỏ bữa. Khoảng cách giữa các bữa thì nó quá xa, dẫn đến là giảm cái hàm lượng đường ở trong máu. Thói quen này thì nó làm giảm sự đàn hồi, sự dẻo dai của cái mạch máu, thì dẫn đến gì? Kết quả là nó hay bị tụt huyết áp. Chế độ dinh dưỡng cân bằng nó đóng vai trò quan trọng trong việc điều trị huyết áp thấp và duy trì huyết áp ở mức bình thường, đưa về cái nằm ở tầm ổn định. Vì vậy trong cái việc mà xây dựng một cái chế độ dinh dưỡng cân bằng thì các bạn cần lưu ý, cái người huyết áp thấp là cần phải biết là huyết áp thấp là mình nên ăn những cái dinh dưỡng như thế nào và uống những cái thứ gì thì tốt, và đặc biệt là cần kiêng những cái gì để không có làm xấu thêm cái tình trạng sức khỏe của cái người bị huyết áp thấp ha. Thế thì chúng ta chia sẻ đôi điều. Huyết áp thấp là gì? Huyết áp thấp đó là được biểu đạt bằng hai chỉ số. Chỉ số đầu tiên thường là cao hơn, gọi là huyết áp thấp tâm thu. Đây là từ chuyên môn, các bạn chỉ cần nghe qua để cho mình biết đôi chút thôi, chứ không cần phải lưu tâm nhiều. Hay là áp lực ở trong lòng cái động mạch của mình đó, khi mà cái tim mình nó co bóp và đầy máu thì cái chỉ số mà mình gọi là chỉ số thứ hai là áp lực về tâm trương, hay là áp suất ở trong cái lòng cái động mạch khi mà cái tim mình nghỉ giữa hai cái lần mà co bóp như thế này nè. Thì cái người bình thường thì chỉ số giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương nó là 120 trên 80 mm thủy ngân. Huyết áp thấp thì là cái tình trạng khi mà cái chỉ số huyết áp đột ngột giảm xuống dưới 90 trên 60 mg thủy ngân đó. Thì cái huyết áp thấp này làm cho cái thể tích máu của mình là nó giảm đi, vì nó bị co cái mạch lại, nó co mạch lại ha. Có hai loại huyết áp thấp tiên phát và huyết áp thấp gọi là thứ phát. Đây những cái từ chuyên môn mình chỉ biết nó là nôm na như vậy là được các bạn ha. Bởi vì cái chủ đề của mình là tập trung về dinh dưỡng là chủ yếu, nhưng mà mình cũng chia sẻ đôi điều là như vậy. Huyết áp thấp tiên phát là những cái trường hợp có thể trạng đặc biệt, là từ nhỏ đến lớn huyết áp thấp vẫn thấp mà không hề có cái triệu chứng hoặc là cái biến chứng gì hết. Đây là trường hợp nó mang cái tính chất là nó giống như là cái huyết áp thấp mà gọi là thứ phát, là huyết áp bình thường nhưng sau đó lại huyết áp lại tụt dần xuống ở mức được gọi là huyết áp thấp. Đấy là do cái chế độ sinh hoạt hay là ăn uống của mình đó, nó sẽ gây ra cái chuyện là huyết áp thấp thứ phát. Đấy thì bây giờ là mình đến cái phần là mình chia sẻ về dinh dưỡng, là huyết áp thấp là không nên ăn gì. Huyết áp thấp là có những cái cần mình lưu ý nè. Thứ nhất là táo mèo, đây là cái loại thực phẩm tốt cho người huyết áp cao huyết áp nhưng lại không tốt cho người có huyết áp thấp. Hạt dẻ nướng là sữa ong chúa nè, hai thực phẩm này thì nó làm giảm huyết áp, vì thế cái người huyết áp thấp là nó không nên ăn. Cái nữa thứ ba đó là cà rốt, nó có chứa cái lượng muối succinic, nó có thể khiến cho cái kali ở trong nước tiểu của mình nó tăng lên, làm cho huyết áp nó lại tụt giảm xuống, nên là mình tránh không có ăn nhiều. Cái thứ tư nữa là cà chua và mướp đắng, thì các bạn biết rồi đó, những cái này là nó là thực phẩm nó tác dụng là nó hạ huyết áp. Cái người cao huyết áp thì nên ăn cái này, và cái người huyết áp thấp thì lại né tránh những cái này, hạn chế, mình không có dùng tới, khiến cho khi mình dùng cái này thì huyết áp của cái người mắc chứng huyết áp thấp á, thì nó lại càng thấp hơn. Hiển nhiên rồi, người bị huyết áp thấp mà ăn nhiều cà chua nè sẽ xuất hiện triệu chứng sao, nó bị là đau đầu, chóng mặt, hoa mắt đó. Cho nên nó là chú ý ha. Cái thứ năm nữa là các thực phẩm có cái tính lạnh, như là ví dụ như là rau bina nè, cần tây nè, dưa nè, dưa hấu đỏ nè, đậu dưa hấu nè, đậu đỏ nè, đậu xanh và hạt hướng dương đó, rồi tảo bẹ, hành tây đó, cái này là mình nói rất từ từ ha, đều có cái tác dụng là hạ huyết áp hết, vì thế là chúng ta không nên ăn đó. Cái điều mà người huyết áp cao họ nên ăn đó, thì những cái người huyết áp thấp mình lại né ra phần này. Tuy nhiên mình vẫn chia sẻ bởi vì cái chủ đề nó liên quan đến những người huyết áp thấp. Và cái tiếp tục nữa là gì? Rượu bia đó, cái thức uống có cồn. Khi mới uống bia thì cái huyết áp sẽ tăng lên do cái chất kích thích này làm cho nhịp tim mình. Tuy nhiên nó lại làm bị sao, nó làm cho khi mà rượu bia có cồn thì nó có tính là nó háo nước, nó sẽ làm mất nước, nó gây giãn cái tĩnh mạch, giãn tĩnh mạch và sau đó huyết áp nó sẽ giảm đi nhiều đó. Nói chung là rượu bia là nó không có tốt cho kể cả người huyết áp thấp và huyết áp cao, cái nào nó cũng đều không có lợi cho mình hết, cho nên mình hạn chế hoặc là
đặc biệt là mình có thể là mình giảm hẳn luôn thì nó sẽ ok hơn. Cái một điều nữa mình cần chia sẻ là cái huyết áp thấp là mình nãy mình nói là những cái món là nên kiêng đúng không, giờ là phải có biết ăn cái gì chứ không lẽ giờ mình kiêng không, mình phải có cái gì đó để mình dùng đó chứ, cuộc sống mà. Những huyết áp thấp là nên ăn là nho khô. Đây là một cái gọi là cái thực phẩm được coi như là một cái phương thuốc luôn, nó tự nhiên và nó tuyệt vời, nó điều trị cho huyết áp thấp. Nho khô thì nó giúp cho nó duy trì cái huyết huyết áp ở cái mức độ cân bằng bình thường, và cái cách hỗ trợ là các cái chức năng của tuyến thượng thận. Tốt nhất là cái người bị huyết áp thấp là nên ăn vào cái buổi sáng khi mà đói. Cái nho khô nó cũng dễ ăn mà, và nó cũng dễ bảo quản, mình cứ mua mình bỏ trong cái hộp cái cốc có nắp đậy là ok các bạn ha. Cái rễ cam thảo thì nó giúp bình thường hóa một cái số chỉ số huyết áp thấp nó gây ra bởi cái hàm lượng cortisol ở trong máu thấp. Cái nữa là muối sodium là có tác dụng là nó tăng huyết áp. Nó bạn hãy thêm vào một ít muối và một cái ly nước và uống. Tuy nhiên là không nên lạm dụng cái liệu pháp này nó quá nhiều. Cái nữa là mình uống nước chanh tươi. Nếu bạn bị huyết áp thấp do nó bị mất nước thì hãy là uống nước chanh, nó có thể giúp cho mình được cải thiện huyết áp và chất và dĩ nhiên là nó có vitamin, nó cái chất chống oxy hóa nó có trong chanh, nó giúp cho mình điều tiết lưu thông với máu và duy trì huyết áp ở cái mức độ ổn định. Hạnh nhân là một trong số những cái mà mình cần sử dụng này. Ngâm từ 4 đến 5 quả hạnh nhân ở trong nước và mình để qua đêm ha. Sau đó mình bóc vỏ bên ngoài rồi xay nhuyễn và trộn vào cái một cái cốc sữa nóng uống vào buổi sáng, nó giúp cải thiện cái huyết áp thấp. Cái nữa là thực phẩm có chứa caffeine thì các bạn biết là caffeine được tìm thấy trong những cái đồ uống như cà phê, Coca-Cola hay là sô cô la nóng, chè đặc. Chất caffeine ở trong cà phê, chè đặc thì nó có cái tác dụng nó sao, nó làm tăng huyết áp đó. Cái này thì uống cà phê nó sẽ làm cho mình tăng huyết áp, nếu những người huyết áp cao uống thì nó sẽ dâng lên đúng không. Thì như mình đây là có cái triệu chứng nhẹ nhẹ của huyết áp thì mình uống có khi đôi khi tim sẽ đập mạnh lên. Những người bị huyết áp thấp á, thì do thiếu máu nên ăn là sao, ăn cái gan lợn nè, sữa nè, cơm cá trứng thịt thì đúng rồi, cái này là phải có, tại vì trứng cơm cá trứng thịt là nó có đạm trong đó rất là nhiều, và các loại đậu, khoai lang, rau dền, rau đay, quả lựu. Ở đây chúng ta cần phải bổ sung một cái lượng dinh dưỡng cân bằng. Nó cân bằng là gì? Tinh bột nè, chất đạm nè, chất béo nè. Chất béo là lipid ấy, là những cái chất béo mà chưa bão hòa là chất béo tốt. Ví dụ như mình có thể dùng đặc biệt giống như là mình uống bổ sung là cái từ cái dầu ô liu đó, mình trộn cái salad mình dùng nó cũng rất là hữu hiệu ha. Rồi đạm nè, đạm thì có hai loại, đạm từ động vật và thực vật, thì mình cũng sử dụng từ đạm, ưu tiên cho cái loại đạm từ thực vật nó nhiều hơn. Rồi một cái nữa là các vitamin và các khoáng chất. Bên cạnh cái việc mình sử dụng cái dinh dưỡng bổ sung vitamin từ các cái nguồn rau củ quả thì các bạn có thể sử dụng những cái thực phẩm mà được chế biến sẵn, cái vitamin họ chắc lọc thì mình sử dụng đều đặn hàng ngày nó cũng rất là hữu hiệu các bạn ha. Đồng thời thì cái đây là những cái mà mình được bác sĩ khuyến cáo là cái người bị huyết áp thấp là nên uống nước đủ tùy theo cái trọng lượng của mình, thì mình cứ tính nôm na cứ bình quân khoảng 2 lít nước đi hoặc hơn nữa, điều chỉnh thì do cái số cân nặng của mình sẽ được tư vấn nó dễ dàng hơn ha. Mỗi ngày để tăng cái thể tích máu, nó làm cho máu mình nó không có bị cô đặc lại đó, và nó tránh bị mất nước. Cái nữa là nếu những người mà có tuổi là không nên ăn quá no, mình chia nhỏ bữa ăn ra thì rất là tuyệt vời. Thì thay vì mình ăn 3 bữa chính và 2 bữa phụ, ăn mỗi lần một ít như vậy cơ thể mình nó sẽ tiêu hao năng lượng nó vừa phải, nó giúp cho cái cơ thể mình nó không có hoạt động nó quá công suất. Đối với người bị huyết áp thấp là như vậy. Một cái nữa là liên quan đến giấc ngủ. Giấc ngủ là sao? Ai cũng như vậy hết. Cái tuổi của mình, tuổi nhịp sinh học của mình ngủ là từ tầm khoảng 11 giờ cho đến đến 5 giờ hoặc là 6 giờ sáng gì đó. Nếu mình ngủ được cái thời gian đó thì rất là tốt, cơ thể mình nó refresh lại hoàn toàn, tái tạo năng lượng và mình hoạt động nó rất là ok. Thì duy trì 6 đến 8 tiếng ngủ một ngày tùy theo cái chế độ của mình. Là và cái nữa là mình ngủ mình không có kê gối quá cao. Cái điều này thì ai cũng biết rồi đúng không? Và không có đi ra ngoài khi trời đang nắng gắt. Nắng gắt là huyết áp thấp và huyết áp cao đều nguy hiểm hết cả. Nó làm cho mình cái nhịp đập của mình nó sẽ gia tăng lên. Và cái điều cuối cùng đó là cái gì? Là rất là quan trọng luôn, đó là duy trì vận động nhẹ nhàng mỗi ngày 30 phút thì nó sẽ giúp cho không những cái người huyết áp thấp, huyết áp cao mà cái người bình thường, nếu mình muốn cái cơ thể mình khỏe mạnh thì mình phải có vận động để cho các cái tế bào mình nó cũng vận động theo và nó hoạt động một cách trơn tru. Rồi, cái video của mình đến đây là chia sẻ về cái vấn đề về huyết áp thấp và dinh dưỡng cân bằng huyết áp thấp, nó tạm là như vậy ha. Các bạn có những cái gì thắc mắc thì các bạn có thể inbox ở dưới để mình
những cái hiểu biết của mình, những cái tìm hiểu về những cái tài liệu, mình sẽ trả lời các bạn thông qua những tin nhắn hoặc là những cái ebook. Mình sẽ có làm những cái bài mình chia sẻ này là các bạn thích đọc thì mình sẽ có những ebook mình gửi riêng cho các bạn. Nhớ bấm cái like và chia sẻ cái điều này cho những người thân mình, đặc biệt là những cái người bị huyết áp thấp, để họ có những cái lưu ý hơn về cái chế độ dinh dưỡng cân bằng cho cái người mà bị huyết áp thấp nó phù hợp ha. Nhớ đăng ký để xem những cái video tiếp theo mình sẽ chia sẻ những cái tài liệu, những cái điều mình đọc sách mình hiểu biết được về chuyên về dinh dưỡng, là tập trung để mà giúp ích cho ai đó đang có những cái mà gọi là thiếu về thông tin. Ok, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn nha. Nhớ đăng ký đó. Bye bye.